Vâng, lúc này cơ sở Mộc Nam Huy đã về tới Long Khánh, Đồng Nai để giao cho gia đình anh khách hàng một bộ bàn ghế gỗ tràm bông vàng hàng lõi của xưởng nha. Vâng, đây là sản phẩm sau khi được chuyển từ trên xe xuống và bàn giao về cho gia đình, một bộ 6 món gỗ tràm lõi rất là đẹp, cho cột 12 và mặt ván chèn. Vâng, có thể nói rằng cái dòng sản phẩm này là cái dòng sản phẩm mà cơ sở bên em đã bán rất là nhiều và sản xuất và nó còn rất là nhiều luôn, được khách hàng ủng hộ. Trên đây đó là một cái dòng gỗ tràm bông vàng lõi các bác nhé, nó được sử dụng với cái độ tinh lõi hoàn hảo rất là cao, và sản phẩm này được cơ sở Mộc Nam Huy hoàn thiện với mức giá là 14.500.000 cho tiêu chuẩn là mặt ván chèn. Và màu sắc của bộ ghế này đang được sơn theo màu của gỗ hương, rất là đẹp, dáng ghế to và độ bóng của sản phẩm thì đang được bóng theo tiêu chuẩn là bóng sáng, tay 12, mặt ván chèn. Với cái bộ sản phẩm và độ lõi cao như này thì mọi người có thể thấy rằng là đây là một bộ rất là đẹp nhá, và cái độ nặng của nó là rất là cao. Xưởng em bê cái bộ ghế này nói với bác rằng là nó không có khác gì là một cái bộ bàn ghế gỗ gọi là gỗ đỏ cả đó, bởi vì cái chất cây của nó, cái độ tinh lõi nó rất là cao, đó, hoàn hảo. Vâng, xin được quay và giới thiệu với tất cả mọi người một cái sản phẩm được thực tế giao về cho khách hàng tại Long Khánh, Đồng Nai. Đó, và trên xe thì vẫn còn sản phẩm mà bên em sẽ lại tiếp tục đi giao tiếp. Đó, mặt ván của bộ bàn ghế này được sử dụng bằng chất liệu đó là gỗ xoan đào nhé. Đó, và là hàng nguyên tấm, được cưa từ 2 phân. Đó, và làm còn lại thì nó sẽ rơi vào khoảng chừng 1/7, 1/8. Đó, mặt ván chèn rất là đẹp, dày dặn. Tiêu chuẩn của hàng này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, nếu các bác dùng vài chục năm là vô tư, không phải lo lắng suy nghĩ gì, tại vì cái chất cây của nó quá đẹp, đẳng cấp rồi. Vâng, cô bác anh chị có nhu cầu về đặt những cái sản phẩm tương tự như này, có thể liên hệ với xưởng Mộc Nam Huy. Đó, các anh chị có thể tới tận xưởng em để đặt hàng nhá, mua mộc, kiểm tra mộc và ký nhận trước khi sơn. 14.500 cho một cái bộ bàn ghế bền bỉ sử dụng vài chục năm là một điều cực kỳ hợp lý.